Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ làm video clip về Liên Quân Mobile và hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Tara. Ok, để xem sức mạnh của Tara Mobile như thế nào thì các bạn hãy xem clip mình chơi. Ok, với vị tướng Tara thì mình sẽ mang bản ngọc khí mạng và mang bổ trợ là bộc phá nhá. Rồi gặp ngay thần dương đẹp trai bậc S, cũng như là trận đấu này sẽ như là tăng này bậc A, xin lỗi các bạn, bậc A. Mình thì cũng khi tải chơi thì chúng ta nên là nó là cái anh xin đẹp trai kia. Rồi, đã vào trận đấu. Mới đầu vào thì mình sẽ đánh cho đối phương tổ hạt thủ, và mình sẽ nút cho lính không anh Trần Liên sẽ đập cho FML. Rồi các bạn đã chào hỏi luôn này. Tay ấn nhầm bọc pháo rồi, nóng rồi. Chờ mình từ bình tĩnh thôi, mình từ qua nhiều. Ê, anh cho em gì nào? Ăn nhờ, thế thôi, ăn đi nhá. Rồi với lối chơi này chắc là không biết anh kia đánh ở mức nào đây. Mình sẽ đoán xanh khoảng anh này sẽ xanh vàng hoặc là bạch kim đấy. Ui đấy mà chúng là sắc nửa cây ra đi anh nhá. Rồi sẽ mình sẽ về nhà cùng nó. Từ đâu có đó nghe tiếp rồi sáng rồi rồi. Cái này cũng là chơi với phép. Đẩy em vào nhà làm gì? Cứ mời vào nhà chơi em lại á. Đây chưa đừng mời em nha, anh có ý đồ em tối gì đây, mình có ý đồ em tối gì đây. Vợ của đại cục trưởng và lỗi rất là hướng à, rất là tiếc ạ. Tiếp anh tiếp rồi lại đẩy em vào nhà. Vừa bảo như thế rồi đấy, tội này mà nha, đập chết không tha luôn, đập luôn. Rồi đập nhà luôn, tội vô đảo đấy, nghiên cứu nữa xong rồi đập nghiên cứu xem là có chút của trụ nhảy ra đâu chuyên đang ấy này. Ấy đang bình thường này cứ nhảy vào đập nó không ổn nó. Thôi em lại định mời em vào nhà, thôi em lại ra đây. Đấy, các bạn cứ đánh theo lối chơi là nút sau đính là kiểu gì ok, không bao giờ chúng đâu. Mình đánh là mình hay cộng là chiêu hai trước, mình hay cộng là chiêu chiêu hai để quẩy cầm cái búa quay quay rồi quay
Thank you.